Xin chào tất cả các bạn. Lâu rồi mình không chia sẻ với các bạn một số loại cây cảnh văn phòng. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái loại cây cảnh văn phòng mà hầu như tất cả các bạn đều biết về nó đó. Các bạn nhìn các bạn sẽ có bắt gặp cái cây này rồi, mà nhiều khi các bạn không biết là các bạn biết tên, các bạn không biết tên. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một loại cây có cái tên đó là cây lưỡi hổ ha các bạn. Mình cho các bạn xem cây lưỡi hổ đây các bạn. Đây ha, đây là cái cây lưỡi hổ. Thân nó, lá nó như thế này, rất là cứng cáp luôn ha các bạn. Nhìn thì các bạn thấy nó tưởng nó sắc nhọn lắm các bạn ha, nhưng mà thật ra mình gờ vô nó không có đứt tay nha các bạn. Nó không có bén gì trơn á. Nhìn giống thanh kiếm các bạn, mà nhìn nó cũng giống như một cái lưỡi của con hổ. Và nó có những cái sọc sọc này nè các bạn thấy không? Nó có quằn nè. Đó, giống như da con hổ ha các bạn. Và cái lưỡi hổ này nó tới 70 loài khác nhau á các bạn. 70 loài khác nhau lận. Nên là các bạn đi ra ngay chỗ mà người ta bán hoa kiểng rồi đó, thì đa số các bạn thấy cái loại này. Cái loại mà nó, đây là nó màu xanh nè các bạn ha. Màu xanh và có cái viền vàng này các bạn ha. Đó, màu xanh có viền vàng, và đa số các bạn sẽ thấy cái loại này ha. Loại này thì nó có thể là các bạn thấy nó cây con, cây nhỏ, cây to ha. Nó có nhiều kích cỡ khác nhau. Cây nhỏ thì nó người ta mới dâm thôi, rồi mình nuôi từ từ nó lớn. Và ngày nay thì có một số cây là họ đã nhân tạo ra các bạn. Họ đã lai tạo ra. Thì có một số cây nó lùn hơn nữa, để bàn nữa nha các bạn. Cây này là dạng là nó trung bình. Và có một số loại thì nó lại cao. Cao chúng ta để những cái chậu mà ở ngoài cửa cái đồ đó các bạn ha. Những cái loại chậu cao thì những cái người ta chọn cái loại cây cao mà nó cũng là lưỡi hổ luôn các bạn ha. Thì người ta gọi là lưỡi hổ hay là lưỡi cọp các bạn nha. Nó cùng một cái dòng họ này các bạn thấy không? Cái lá này nè, đó, nó vần giống như con hổ và nó có viền như thế này. Có loại nó cũng không có viền vàng nữa các bạn. Có loại nó chỉ là màu xanh hết nha. Thì cái cây này người ta còn có một cái tên của nó nữa ha, là hổ vĩ ha. Hổ vĩ mép viền vàng à, nghe cái tên cũng hay ha. À, thì chúng ta thấy này là cái chậu của mình, đây là ba cây, một cây nè, hai cây nè, ba cây nè ha các bạn. Đi vô ba cây và các bạn trồng nó cũng rất là dễ các bạn. Là cây này chúng ta để trong mát ha các bạn, không có để ở ngoài nắng nha các bạn ha. Cây này là cây cảnh văn phòng nên chúng ta để ở trong mát, trên bàn làm việc, trong phòng của mình, và có thể là để trong phòng ngủ các bạn. Vì nó có một cái tác dụng, nó là lọc khí rất là tốt nha các bạn. Khi mà mình làm ở trong phòng làm việc mà có những cái chất phóng xạ của máy tính đồ này kia đó, nó sẽ lọc bớt những cái bức xạ đó nha các bạn. Và tạo cảm giác cho mình, khi mình để trong phòng ngủ tạo cảm giác cho mình ngủ ngon hơn các bạn ha. Thì đây là cái cây và gọi là lưỡi hổ hay là lưỡi cọp các bạn. Đấy, nhìn lá nó cứng cáp nè. Lá nó là ở đây là những cái lá nó vùng vòng ốp lại thành thân các bạn, chứ nó không có cái thân riêng các bạn ha. Này là lá nó ốp lại vòng vòng thế này. Này các bạn thấy toàn là lá không đúng không? Nó ốp lại vòng vòng thế này là thành cái thân nó luôn á. Và cây này nó cũng có hoa nha các bạn. Chứ bạn trồng lâu năm rồi á, đến cái mùa nó sẽ ra hoa, và nó ra hoa là mọc ở phía dưới gốc dưới thân này nó sẽ mọc lên nha các bạn. Và nó có một cái màu mới đầu ra thì nó có một cái màu xanh xanh các bạn. Và khi nó nở thì ở phía trong nó màu trắng trắng và thơm các bạn, có cái một mùi thơm rất là dễ chịu. Và các bạn thử, các bạn mua cái này về các bạn trồng ha, và mình chờ đợi ha. Nói chung là nó cũng khó ra hoa các bạn. Nhiều bạn đã trồng rất là lâu rồi nhưng mà nó không bao giờ thấy hoa của nó. Nhưng mà có bạn trồng đã thấy hoa, và mình đã thấy hoa của nó các bạn. Hoa có cái mùi rất là dễ chịu các bạn. Cái mùi nhẹ nhẹ rất là dễ chịu, nhất là về đêm các bạn. Hoa nó rất là dễ chịu luôn á.
thì các bạn khám phá nó ha, khám phá cái cây lưỡi hổ, nhìn nó cứng cáp, nó những cái lá này nó vươn lên như thế này, nhiều khi mình thấy sao mà nó gai góc ha, nó nhọn gai góc ha, nhưng mà thật ra nó rất là mềm mại. Lá này là mọng nước trong đây ha các bạn, nó mọng nước trong đây, nó rất là mềm mại, em ta gờ vô nó mềm chứ nó không có sắc bén gì hết trơn á, nó mọng nước các bạn. Nên là những cái cây thường nó mọng nước á thì các bạn đừng có để ra ngoài nắng sáng trực tiếp ha các bạn. Đó là để trong mát hoàn toàn luôn thì cây nó sẽ phát triển nha các bạn ha. Thì đây là cái cây lưỡi hổ hôm nay mình giới thiệu cho các bạn. Thì theo phong thủy nữa đó, theo phong thủy nữa thì với cái hình dạng nó như thế này ha, với cái sự cứng cáp nó như thế này thể hiện cho cái sự mạnh mẽ các bạn ha, thể hiện cho sự mạnh mẽ rồi là đem lại cho sự may mắn, tài lộc, phú quý cho các bạn nào mà sở hữu cái cây lưỡi hổ này nha các bạn. Đó, cho nên là chúng ta thấy từ cái hình dáng ha, từ hình dáng, từ cái màu sắc lá của cái cây thì chúng ta thấy được rằng là nó mang một cái sự thịnh vượng ha các bạn, nó mạnh mẽ thịnh vượng và thể hiện quyền lực các bạn ha, thể hiện quyền lực thì các bạn biết rồi ha, con hổ, con cọp ha là một trong những cái loại con vật mà nó là gọi là trong rừng là nhiều con nó sợ ha các bạn ha, thì thể hiện sự quyền lực ha các bạn. Thì đó, cái tên cây lưỡi hổ ngày hôm nay mình giới thiệu cho các bạn ha. Thì có thể là nhiều bạn cái này rất là dễ kiếm luôn các bạn ha, dễ nhìn, dễ thấy luôn á, dễ người ta bán rất là nhiều ở cái chỗ những cái shop, cái cảnh văn phòng ha. Và nhiều khi các bạn đi các bạn không có nhìn thấy mà các bạn không quan tâm, thấy nó gai góc, thấy nó nhọn sắc cao lên về nghĩ nó sẽ gai góc lắm, nhưng mà thật ra nó rất là mềm mại ha các bạn. Đó, cho nên là các bạn có thể chọn cái cây lưỡi hổ này để trưng trong phòng làm việc của mình, và các bạn thấy rằng là nó đặt ở trong mát các bạn là nó rất là tốt các bạn ha. Nó các bạn đừng để ngoài nắng thôi thì nó trong mát hoàn toàn luôn. Và các bạn tưới nước ít thôi, đừng tưới nước nhiều, tưới nước vừa đủ ha, vừa đủ thì nó sẽ phát triển rất là tốt ha các bạn. Đó thì hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một loại cây cảnh văn phòng nữa ha. Đó là cây lưỡi hổ. À, để cho các bạn có sự lựa chọn ha các bạn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha.